Kính thưa quý vị khán giả, nhân dịp Tết Trung Thu, Bảo Ngọc và Quốc Nam xin tạm ngưng phát hình các video dự thi giải mầm non tuần này để mời quý vị thưởng thức phần phụ diễn văn nghệ. Mở đầu là vũ khúc Ánh Trăng Tình Bạn sẽ do Bảo Ngọc và Quốc Nam múa và hát. Chị Hằng ơi, Tết Trung Thu đã trở lại rồi, cụi thấy buồn quá. Sao cụi lại buồn thế? Vì cụi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ xóm làng, nhớ các bạn một đồng và cũng nhớ những buổi chiều ngồi trên mình trâu thổi sáo. Cụi ơi, cụi bám gốc đa bay lên cung trăng cả ngàn năm rồi. Bây giờ có về thì cảnh cũ, người xưa đâu còn nữa. À, nhưng mà các bạn thiếu nhi dưới trần gian lúc nào cũng nhớ đến cụi đó. Thật hả chị Hằng? Làm sao chị biết? Cụi cứ nhắm mắt lại rồi nói hợp ca chiếu cụi là sẽ thấy ngay. Hợp ca chiếu cụi. Wow.